Chờ một chút, có phải chúng ta tiến triển hơi nhanh quá rồi không? Chẳng lẽ cô không muốn nhanh chóng hoán đổi lại sao? Nếu thành công, mối quan hệ hợp đồng của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Nhưng mà vậy tôi có thể đi tắm trước được không? Vậy tắm cùng nhau đi. Để tí nữa rồi tắm chung luôn. Hoán đổi lại rồi này. Nếu đã như vậy thì chúng ta có phải không cần làm người yêu hợp đồng nữa không? Người yêu hợp đồng cái gì chứ? Không phải chúng ta đã thành người yêu thật rồi sao? Chị gái tôi đến rồi, phối hợp chút đi. Chị anh á. Minh Cường, em về nước chưa được bao lâu mà. Em quen cô ấy từ khi nào vậy? Đời sống riêng tư của em, chị không quan tâm. Nhưng em phải biết tình hình của chúng ta hiện tại. Chính vì biết rõ tình hình của chúng ta, cho nên em mới càng cần Linh Nhi. Em phải biết tập đoàn của ông già bên đó vẫn luôn nhắm đến nhất cử nhất động của em. Hiện giờ em dây dưa tình cảm với một nữ diễn viên, họ rất không hài lòng và cũng rất mong muốn làm xấu mặt em đấy. Chị à, ý của em là cô Hứa. Nếu tôi nhớ không lầm, 3 năm trước cô đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Hạc đúng không? Nhưng những năm gần đây hình như không có thành tựu gì nhỉ? Trước đây tôi từng bị tai nạn giao thông, bởi vậy phải dừng hoạt động một thời gian rất dài. Nhưng bộ phim tiếp theo của tôi, dàn sao tham gia phim cũng đều không tệ. Vậy ý cô là bây giờ cô cần tiếp cận Minh Cường nhà chúng tôi, để có thể từ đó lên như diều gặp gió một cách dễ dàng, đúng không? Cô Hứa, bất kỳ thứ gì trên thế giới này cũng đều có cái giá nhất định. Thứ miễn phí lại càng đắt giá. Vốn dĩ mình cũng chả có tâm tư đó. Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Chị à, chị cũng đã nói hai người bọn em đang ở thế bị động mà, đúng không? Chị không nhận ra em và Linh Nhi ở bên nhau thì độ phủ sóng của công ty chúng ta cũng đã tăng cao hay sao? Vậy tôi là công cụ hình người đấy à? Đâu có. Em là người yêu. Thôi được, dự án này tôi đang thực hiện. Nếu như cô muốn tăng độ phủ sóng và người hâm mộ, vậy cứ để chị đây giúp một tay cho. Tham gia chương trình này đi. Đây không phải là chương trình thực tế đang nổi sao? Game show quốc dân đấy. Chị à, tài nguyên tốt thế này mà chị cũng có sao? Tập đoàn Châu Cường chúng tôi 5 năm trước đã tham gia đầu tư mấy kiểu chương trình thực tế này rồi. Miễn là hai đứa có thể thuận lợi tham gia với một tình yêu chân thật, vậy mới có thể khiến công ty giải trí Châu Cường của chúng ta đạt được độ nhận diện và lượng ủng hộ lớn. Cô Hứa cũng có thể thuận lợi quay lại thời đỉnh cao, vẹn cả đôi đường. Hai đứa thấy thế nào? Chị, lần nào chị lên kế hoạch làm gì thì cũng vội vàng hết, cũng nên cho em thời gian suy nghĩ chút chứ. Tôi không cần thời gian để suy xét gì đâu. Tôi nhập hội một phiếu, còn Lý Tổng thì sao? Em, xảy ra chuyện gì thế này? Sao lại vậy chứ? Đổi lại nữa rồi à? Cái gì đổi lại cơ? Hai phiếu em cũng tham gia. Hứa, Lý Tổng, không được nhìn, vẽ vời thêm chuyện.
Đó không phải là Hứa Linh Nhi và Lý Tổng của tập đoàn Lý Thị sao? Vậy tin đồn hai ngày trước của bọn họ là thật sao? Cái cô Hứa Linh Nhi này, hai năm trước không phải đã gặp tai nạn và giải nghệ rồi hả? Thế mà quay lại rồi. Có người chống lưng rồi. Vận may tốt thật. Lý Anh Vũ, bạn trai cũ của Lục Ngọc, bạn thân Linh Nhi. Số tiền mà tôi muốn. Đừng quên chuyển cho tôi đó. Được đó nha Lý Tổng. Diễn xuất không tệ nha. Vừa rồi cười rất đẹp. Là do cô Hứa dạy hay đó. Thầy giỏi dạy ra học trò giỏi mà. Có chuyện gì vậy? Thang máy bị hỏng rồi. Điện thoại cũng không có sóng. E rằng tìm người cũng vô dụng. Không phải chứ? Không phải vừa nãy vẫn ổn sao? Sao lại nói hỏng là hỏng rồi? Vận may của anh tệ vậy à? Xem ra là có người giở trò rồi. Đừng nói là do kẻ thù của anh làm nha. Cái kiểu huyết hải thâm thù, băng đảng, giống như trong mấy bộ phim về giới thượng lưu. Đúng đó, số lượng cũng không ít đâu. Họ đều trông mong tôi mất mạng. Cô có sợ không? Thật sao? Vậy là xong rồi. Hai chúng ta không ai thoát được rồi. Tôi đùa đấy. Cô muốn tuẫn tỉnh với tôi đến vậy sao? Nữ minh tinh tôi đây sẽ không lấy sự nghiệp sán lạn của mình ra để đùa với anh đâu. Tốt xấu gì tôi cũng từng là nữ hoàng điện ảnh. Cảnh này tôi thấy nhiều rồi. Chó Hoang chạy rồi. Hai đứa cẩn thận đó. Chị sẽ kêu bảo vệ tiếp tục tìm kiếm xem có người lạ nào đột nhập vào trường quay hay không. Vâng ạ, thưa chị. Hóa ra thật sự là kẻ thù của anh lẻn vào đây. Rốt cuộc là kẻ thù của ai bây giờ vẫn chưa thể nói rõ đâu. Tôi, trước đây tôi cũng từng có rất nhiều người thích đó. Không giống một số người nào đó. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đi thang máy thôi mà cũng bị kẹt. Lý Tổng, tôi xin lỗi. Chúng tôi cũng không biết cái thang máy này xảy ra trục trặc. Cũng không biết là anh sẽ đến. Không sao, tôi chỉ đến đây để gặp anh trai tôi và người bạn mới của anh ấy thôi. Phải không nhỉ? Các anh cứ ghi hình bình thường thôi. Chú ý một chút, đừng để xảy ra sự cố gì khác. Đừng có đưa tôi lên top tìm kiếm trước khi chương trình phát sóng nhé. Được, vâng ạ, chúng tôi biết rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay lập tức. Kiểm tra ngay đây. Thằng em này của anh, sao lại có giọng điệu kỳ lạ vậy nhỉ? Biểu cảm này của anh, hai người không ưa nhau sao? Biết vậy thì tốt. Anh em một nhà mà, để bụng nhau làm gì chứ? Thì thầm cái gì vậy anh trai ơi? Để em nghe với chứ. Cũng không có gì, chỉ là chuyện khoản đầu tư của cậu. Cả hai chúng tôi đều thấy rằng cậu có tầm nhìn độc đáo, tuổi trẻ tài cao. Có đứa em trai như cậu, anh trai cậu, người làm anh trai như tôi cũng là phước ba đời đó. Không dễ gì nha, đúng là không dễ gì. Mới có thể nghe được những lời này từ miệng anh. Có vẻ người bạn mới này của anh đã khiến anh thay đổi. Rất đáng kể đó. Được, có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm nhé. Hai anh em chúng ta cũng lâu rồi không uống với nhau đó. Một đứa con trai của người thứ ba, vậy mà cũng có mặt mũi đứng trước mặt em, làm vẻ ta đây diễu võ dương ngoài sao? Nếu như Hứa tiểu thư không phải người ngoài, vậy thì tôi cũng không giấu gì cô. Con người của Lý Quang Huy, tâm địa bất chính, nham hiểm xảo quyệt. Nếu dùng động vật để miêu tả thì cậu ta chính là rắn độc. Hả?
Rắn độc sao? Thảo nào cậu ta cười lên, lại trông tà ác như vậy. Sau này trước mặt người ngoài, nhất định phải giống như vừa rồi. Đừng để người khác soi mói. Tôi có việc phải đi trước. Tôi sẽ giải quyết chuyện bộ phim của cô sau. Hai người các em, nhớ chú ý an toàn. Tôi biết rồi. Biết rồi. Lý Tổng, xin lỗi nhé. Tôi không biết tình hình lại là như vậy. Được rồi. Sau này những chuyện mình không biết rõ thì đừng nói nữa. Cái thằng nhóc Lý Minh Cường này, sao từ lúc yêu đương thì càng ngày càng kỳ lạ vậy? Anh à, anh yên tâm đi. Buổi ghi hình chiều nay tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lần này chúng tôi nhất định sẽ tăng cường an ninh. Có gì tò mò cứ trực tiếp hỏi tôi. Ba của anh dựa vào mẹ tôi để phát tài, dựa vào vợ lẽ để thăng chức. Vì hai chúng ta sau khi hoán đổi trở lại thì lại lập tức hoán đổi tiếp. Thế nên tôi cảm thấy cô nên biết một chút về tình hình của tôi. Trước mắt người được công khai là có quyền thừa kế tập đoàn Lý Thị. Hiện có 4 người. Tính tình ương bướng, con người quỷ quyệt và thần kinh, Lý Quang Huy. Người vợ lẽ, con giáp thứ 13 trong lời đồn, mẹ của Lý Quang Huy, chúng tôi hay gọi là má hai, Lý Trương An Nhã. Chị ruột của tôi, Lý Minh Châu. Và cuối cùng là tôi. Miễn là cô còn là tôi, thì khi gặp phải bọn họ, điều đầu tiên cô phải làm là đeo tai nghe vào. Tôi sẽ giúp đỡ cô bằng mọi cách. Nhưng nếu tôi trả lời không tốt, hoặc tôi không nghe thấy, vậy thì cô, cũng tức là tôi, xong đời luôn chứ sao. Chào mừng đến với thế giới của tôi, cô nàng ảnh hậu thân mến. Tôi đột nhiên không muốn quay tiết mục này nữa. Cái loại giàu có tày trời gì thế này? Giàu ghê gớm luôn đấy. Đây chỉ là nhà ma bình thường thôi, không phải nhà tôi. Tại sao một chương trình hẹn hò thực tế lại quay trong cái nhà ma này chứ? Lý, à không, Linh Nhi, hay là chúng ta đi về đi. Tôi sợ kẻ thù của anh đang âm thầm gài bẫy anh trong đó. Tôi thấy cô được đánh giá ở trên mạng là rất kính nghiệp mà. Kính nghiệp thì cũng tùy theo tình huống chứ. Anh đi đâu vậy? Tất nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô không thấy bao nhiêu là máy quay được đặt ở đây à? Ngoài ra, lối vào này đã bị phong tỏa rồi. Muốn ra ngoài thì phải đi theo tôi. Hả? Trời ơi, đừng sợ mà. Hãy nghĩ về sự giàu có ngập trời đi. Mau tìm lối ra. Chẳng lẽ đây chính là mạo hiểm tìm phú quý sao? Lạ thật. Sao tình huống này lại khác với chúng ta tính thế nhỉ? Bây giờ thì lại là nữ mạnh nam yếu. Có người. Đừng la hét nữa. Mau tìm lối ra đi. Tôi nhìn thấy thật đấy. Thật sự có người mà. Làm gì có ai. Tại sao người mất là cô ấy chứ không phải cô hả? Tại sao hả? Lý Minh Cường. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Lý Minh Cường. Minh Cường à, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với các người vậy? Sáng nay mới xảy ra chuyện xong, chiều nay lại có chuyện nữa. Chuyện này lại là thế nào hả? Rốt cuộc các người có còn muốn quay chương trình này nữa hay không? Nếu có chuyện gì xảy ra, các người chịu trách nhiệm không nổi đâu. Tiểu Duy, sao thế cô Hứa? Ra ngoài đi. Đi thôi nào. Sao hôm nay khí thế của Linh Nhi đột nhiên mạnh mẽ như vậy chứ? Đau quá đi mất. Nhưng cũng may người bị thương là anh chứ không phải tôi. Chứ nếu vết thương này ở trên mặt tôi thì tôi sẽ xong đời mất.
Cô chỉ quan tâm đến khuôn mặt của cô thôi. Chứ cô không trách tôi à? Anh nói gì lạ vậy? Do người xấu làm chứ có phải anh làm đâu. Sao tôi lại trách anh chứ? Chúng ta đổi lại đi. Đổi ở đây luôn à? Phải, ngay đây. Tôi không có cách nào để bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi được. Cho nên giải pháp tốt nhất chính là phải đổi lại. Nhưng mà chúng ta đổi được có tí xíu thì lại bị hoán đổi tiếp. Vậy thì khi nào bị đổi về như bây giờ thì chúng ta lại đổi tiếp. Tôi là đàn ông nên tôi phải chịu trách nhiệm. Được. Vậy thì tôi hiểu rồi. Anh làm đi. Chờ một chút. Tôi vẫn không thể chấp nhận được. Buông ra. Lỡ có người thì sao? Sao lại có người được? Linh Nhi, đừng sợ, tôi đây rồi. Lý Tổng. A Thi, tôi đưa cô Hứa đi trang điểm trước nhé. Anh cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ. Chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi. Có chuyện gì vậy anh Duy? Nói đi, anh là ai? Sao anh 5 lần 7 lượt muốn hại tôi? Muốn hại chúng tôi thế? Vì sao vậy? Hứa Linh Nhi. Sao hả? Ngay cả mặt của bạn cũ mà cô cũng quên à? Là anh. Các người nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao? Hứa Linh Nhi. Cô. Anh ta là fan cuồng đúng không? Chỉ vì tôi yêu Lý Minh Cường mà anh ta muốn sát hại Minh Cường. Linh Nhi. Anh ta là fan cuồng của cô. Đúng vậy, là fan cuồng của cô đấy. Đúng không anh Duy? Đúng vậy. Vậy thì báo cảnh sát rồi giao hắn. Cho cảnh sát đi. Lần này coi như tôi xui. Tôi thừa nhận. Lý Minh Cường, Hứa Linh Nhi, sau này các người đừng mong được yên ổn. Đi với tôi. Nếu không thì tôi không thể đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Cô Hứa, tuyệt vời quá. Tôi nhớ hình như tôi chưa cho cô diễn bộ phim võ thuật nào mà. Lý Tổng dạy đấy. Đúng không? Đúng, đúng vậy. Chủ yếu là Linh Nhi học nhanh. Tôi nghĩ hôm nay chắc cũng không quay được nữa đâu. Lý Tổng, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa hay, tôi muốn nghiên cứu kịch bản. Vậy tôi giao việc thu dọn đồ đạc ở đây cho anh Duy nhé. Có vấn đề gì không? Không sao, không sao mà. Hai người cứ đi đi. Đi ăn cơm đi. Sao Lý Tổng này lại gọi mình là anh Duy nhỉ? Người đàn ông lúc nãy không phải là fan cuồng đúng không? Cô không muốn công khai thân phận của anh ta ra bên ngoài à? Đã nói là không muốn công khai thì anh Duy hỏi tôi có ích gì đâu chứ. Tôi chỉ muốn biết rõ rốt cuộc là ai muốn hại tôi thôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa đâu. Phải tìm mọi cách để giải quyết triệt để bọn khủng bố này. Chị Châu. Chị ơi, sao đột nhiên chị lại xuất hiện ở nhà em thế? Cho dù chúng ta là chị em sinh đôi thì làm như thế cũng không thích hợp lắm đâu nhỉ. Hơn nữa bây giờ Minh Cường cũng đâu có ở một mình. Có chuyện khẩn cấp, chị nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định qua đây luôn. Ngày mai đổi mật khẩu đi. Hứa tiểu thư, cô chẳng qua chỉ là đang hẹn hò với Minh Cường thôi. Vậy em sẽ đổi mật khẩu. Trước khi đổi mật khẩu thì tôi có một vấn đề cần giải quyết. Hứa Linh Nhi, cô học mấy chiêu trò này từ ai vậy? Đặc biệt là chiêu này
Giống y như đúc, những chiêu trước đây tôi đã dạy cho Minh Cường. 10 tuổi tập võ, 15 tuổi còn tham gia các cuộc thi đấu cấp tỉnh. Thành thật mà nói, từng chiêu thức của Minh Cường đều là do tôi dạy. Động tác của nó, tôi là người nắm rõ nhất. Hai đứa đã lén yêu nhau sau lưng tôi bao lâu rồi hả? Những thói quen này của hai đứa chắc chắn không phải là của người mới yêu. Quả nhiên là không có chuyện gì qua mắt được chị gái em mà. Thực ra chúng tôi đã ở bên nhau 6 tháng rồi. Thực chất đúng là Minh Cường đã dạy tôi đấy. Chị à, đừng nói là chị vì chuyện Minh Cường không nói cho chị biết nên chị nổi giận đấy chứ. Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà cứ cho là hai đứa yêu nhau lâu như thế rồi đi, thói quen sinh hoạt sao lại có thể giống nhau đến vậy chứ? Nếu không nói, tôi còn tưởng hai người hoán đổi linh hồn, giống y như trong phim đó. Sao có thể chứ? Làm sao đây? Tính thế nào đây? Chị anh nghi ngờ chúng ta rồi đấy. Tôi không biết một cái gì về chơi cờ đâu. Tôi mà đi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện đấy. Có gì đâu mà sợ, hoán đổi lại là được thôi. Lúc chơi cờ, hoán đổi lại kiểu gì? Đưa điện thoại cho tôi, tôi đặt phòng đợi cô. Đại ca, anh nghiêm túc đấy chứ? Tôi đùa đấy. Tối nay tôi sẽ dạy cô một chút. Cho dù có bị hoán đổi lại thì tôi cũng sẽ bảo đảm cho cô. Lý Tổng, tính ra quan hệ giữa anh và Châu Tổng tốt như thế, tôi nghĩ nếu chị ấy biết được chân tướng thì cũng không sao cả. Tôi rõ chị ấy quá rồi. Chị tôi, tính cách nóng vội, tính khí lại nóng nảy, chị ấy mà biết thì chắc chắn sẽ lo đến mức không ngủ nổi đâu. Nếu chỉ là không thể ngủ được, vậy thì có lẽ có thể khuyên chị ấy thử. Từ khi em về nước đến giờ, hai chúng ta còn chưa ngồi với nhau uống trà, nói chuyện đàng hoàng được lần nào. Trong tập đoàn có biết bao nhiêu người dòng ngó như hổ đói thế kia, lấy đâu ra thời gian. Nhưng sau chuyện lần này của em, chúng ta thật sự có nhiều thời gian lắm đấy. Lão già Lý Dương này muốn sử dụng chúng ta như công cụ để diệt trừ những kẻ bất đồng ý kiến. Nhưng ông ta quên là em với chị đều là người chơi cờ, đâu có dễ để kẻ khác điều khiển. Ông ta không quên. Ông ấy biết chúng ta là người chơi cờ, cho nên ông ta mới kéo Lý Quang Huy về cùng một phe. Em định khi nào xử lý ông ta đây? Không gấp. Chơi cờ vây không phải là nên chờ đợi một thời cơ hay sao? Chị đã cho điều tra cái tên Lê Anh Vũ đó rồi. Hắn ta không phải là hoàn toàn nhắm vào em đâu. 2 năm trước, hắn có một cô bạn gái cũ tên là Lục Ngọc, nhưng lúc đó cô ấy đã mất mạng do tai nạn xe. Trên xe còn có một người, Hứa Linh Nhi hả? Chị không biết em và Hứa Linh Nhi yêu nhau đến mức nào rồi. Nhưng mà khi hắn ta ở đoàn phim, em vẫn còn tình người đấy. Có thể bởi vì Hứa Linh Nhi rất có tình người. Chị muốn biết hai đứa bắt đầu gặp nhau từ khi nào thế? Chỉ là tình cờ thôi. Là sự tình cờ đẹp đã đấy à? Cũng đã trôi qua gần 11 tiếng rồi. Mình và anh ta thế mà vẫn chưa hoán đổi lại sao? Lẽ nào mình được tự do rồi? Minh Cường. Này Minh Cường. Minh Cường. Chị ơi, đến lượt em đánh phải không? Đúng. Sao thế chị? Em đặt quân sai à? Không phải. Em chơi đúng rồi. Phải rồi chị. Chiều nay 5 giờ em phải đi đón Linh Nhi. Nên giờ phải đi rồi. Em đi trước đây, chúng ta gặp lại sau nha. Theo cách chơi của cửa Kazo, nó đặt quân đúng rồi. Nhưng đây là cờ vây mà. Trời đất quỷ thần ơi. Ôi mẹ ơi, tôi tưởng xém nữa là bị lộ tẩy rồi chứ. Tôi còn tưởng cô cố tình để bị lộ tẩy cơ đấy. Không phải anh nói rồi sao? Con người Châu Tổng khá là nhạy cảm. Nếu lỡ đầu đến lúc đó chị ấy mất ngủ luôn thì sao? Không thể để người khác thay tôi lo lắng vô ích như vậy được. Từ khi nào mà cô lại ngoan ngoãn nghe lời vậy? Xem Lý Tổng nói kìa, anh và Châu Tổng đều là ba mẹ cơm áo gạo tiền của tôi. Đa tạ ân đức này nha. Qua vài lần thử nghiệm của hai chúng ta ít ra cũng đã xác thực được hai điều. Điều thứ nhất, chúng ta bắt buộc phải thông qua cái việc ấy đó mới có thể hoán đổi lại thân phận. Điều thứ hai,
Sau khi chúng ta hoán đổi lại thân thể, chỉ có thể duy trì nhiều nhất trong 12 tiếng thôi. Mấy cái này tôi đều biết rồi. Trước tiên cô giải thích cho tôi cái đã. Mấy cái thứ vớ va vớ vẩn bên cạnh tôi là gì đây hả? Nếu như tôi phải ở chỗ này của anh lâu dài, mấy thứ này đều là của hồi môn của tôi. À không phải, là đồ dùng của tôi. Anh Duy phải chuyển hai chuyến mới xong đấy. Nào, để tôi giới thiệu cho anh nè, bạn yêu của tôi, chị Chu Nhị, Lòng Đại Thánh, Hứa Linh Nhi à. Cô đủ 18 tuổi chưa vậy? Tất nhiên là rồi. Nếu tôi chưa đủ tuổi, vậy những việc trước đây mà anh làm với tôi là bất hợp pháp đấy. Được rồi, tôi biết rồi. Chúng ta quay lại vấn đề chính đi. Vốn là chủ đề chính mà. Rõ ràng anh mới là người lạc nghề. Cô nói xem có khả năng nào ngoài hai chúng ta ra thì còn thiếu gì nữa không? Ý của anh là làm đi, tôi sẵn sàng đón nhận lại cuộc đời ngôi sao của tôi rồi. Cô có ý kiến với cuộc đời của tôi thế cơ à? Tôi nào dám. Cuộc đời của Lý Tổng, sao tôi dám khoa tay múa chân vào chứ? Vậy thì cô ghét bỏ thân thể của tôi hả? Vậy càng không dám ghét bỏ được. Cái thân hình này, cái chiều cao này, còn có đôi chân dài 1m8 này nữa, được trải nghiệm là phúc ba đời đấy. Có đúng không nào? Làm y như lúc đầu bị hoán đổi, càng giống càng tốt, chúng ta mới có thể hoàn toàn hoán đổi lại được. Đúng thế, tôi quên mất chuyện này. Lý Tổng, xem tôi này, để tôi thể hiện cho anh xem. Này, nữ minh tinh như cô mà uống như thế à? Không phải anh nói làm y như lúc đầu bị hoán đổi càng giống càng tốt sao? Nếu hiện giờ chúng ta được 12 tiếng rồi, thì cứ từng bước một. Hãy nghĩ lại lúc đó đã xảy ra những việc gì. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì ư? Tiểu thư xinh đẹp đi đâu vậy? Nào, để tôi đưa cô về phòng. La Tổng, mau bắt con nhỏ đó lại. Chuyện là vậy đó. Tiểu lượng của cô tệ như thế, quản lý của cô còn để cô uống nhiều vậy hả? Nhưng tôi thấy cũng chưa đến nỗi xỉn quát gần câu đâu. Tôi cũng thấy khó hiểu. Đừng nói là cô nhìn chúng hào quang rực rỡ của tôi rồi đấy chứ. Nói đến cái này thì không thể không nhắc đến vẻ ngoài Lý Tổng. Trên cả xuất sắc, tôi đẹp xuất sắc sao? Kỹ năng chuyện đó cũng khá là hoàn hảo. Nào uống rượu đi, uống rượu đi Lý Tổng. Lý Tổng à, sao cái giá của vui vẻ lại đắt như vậy chứ? Cô tìm tôi chỉ để tìm niềm vui thôi sao? Lý Tổng à, anh là mặt trời ở trên cao, luôn luôn tỏa sáng. Còn tôi chỉ là một nữ minh tinh nhỏ nhoi vô danh. Cô không phải là ảnh hậu sao? Anh trai à, đây là chuyện của 800 năm trước rồi. Làm sao tôi có thể dựa vào danh tiếng to đùng, to thế này này của Lý Tổng anh cơ chứ? Và lại, nếu như không có chuyện hoán đổi linh hồn, sau lần đó chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau rồi. Tôi ở trong mắt cô vô trách nhiệm như vậy sao? Giữa đàn ông và phụ nữ, ngủ với nhau trên 3 lần thì quan hệ đã khác rồi. Khác cũng không sao. Hứa Linh Nhi, sau này chúng ta cứ từ từ bước tiếp. Đây không phải là Linh Nhi sao? Cũng không thèm nhìn xem bản thân mình có bộ dạng gì mà dám lượn lờ trước mặt tôi. Có điều, cái vòng cổ này của cô cũng không tệ. Để tôi xem nào, cô buông tay ra. Đây là món đồ cuối cùng mẹ để lại cho tôi. Món đồ gì mà tôi không thể xem chứ? Cô buông tay ra, mau buông ra. Cắt. Lần này được rồi.
Hai cô đã thể hiện rất tốt khả năng diễn xuất của mình. Chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Tôi tưởng là Hứa Linh Nhi chỉ là một cái bình hoa di động, không biết diễn xuất là gì chứ. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh quay cuối làm tôi kinh ngạc lắm luôn. Thực lực có thể đè bẹp Lâm Gia Hân luôn đó. Tôi cũng cảm thấy cặp đôi đích thực trèo vui hơn nhiều. Tôi cũng thấy rồi, cô ấy và Lý Tổng vô cùng đẹp đôi. Hơn nữa chị Hứa rất tốt, còn gọi trà sữa cho chúng tôi nè. Tôi sắp thành fan luôn rồi. Hứa Linh Nhi, chị đợi đó cho tôi. Tôi nhất định sẽ giỏi hơn chị. Dạ Hân à, không phải là tôi không giúp cô lấy tài nguyên, nhưng Hứa Linh Nhi, cô ta có Lý Tổng nâng đỡ, tôi có thể làm gì đây chứ? Chị Dạ Hân, để tôi giúp cậu mang vào cho. Tốt quá rồi chị Dạ Hân, phần này là của chị, còn đây là của chị Linh Nhi. Tôi cũng có phần sao? Đúng vậy, người nào cũng có phần hết. Làm phiền rồi chị Dạ Hân, tôi đi đưa cho những người khác đây. Trừ khi có thể khiến cô ta triệt để xong đời, đến lúc đó cô sẽ là minh tinh nổi tiếng nhất. Trà sữa đã đến rồi sao? Thật ngại quá. Của chị đây. Cảm ơn nhé. Sao chị lại đổ vào đó vậy? Cô đừng cho anh Duy biết nhé. Nếu tôi đổ vào như vậy thì anh ấy sẽ không phát hiện ra. Gì vậy? Mùi gì đây? Trà sữa sao? Linh Nhi à, cô lại. Không phải đâu, tôi cho cô ấy uống đó. Là cô ấy uống mà. Được thôi, tôi sẽ coi như là cô ấy uống nó. Lý Tổng đã gửi tin nhắn cho tôi rồi, bảo tôi đến đón cô đó. Nương nương à, vậy thì chúng ta đi trước đi. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Ngày mai tôi sẽ mang đồ ăn cho cô. Tôi đã sớm nói là cô sẽ thích tôi mà. Hứa Linh Nhi này, vậy mà cũng có chút thú vị đó. Nếu cái cốc này từng rời khỏi tầm mắt của cô thì đừng uống nữa nhé. Không có mà, bảo bối này luôn nằm trong tay tôi mà. Lời dặn dò của Lý Tổng và Châu Tổng, tôi cảm thấy cũng rất đúng đó. Sau chuyện của Lê Anh Vũ, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi đây này. Cô nên cẩn thận hơn đi. Cẩn thận? Cẩn thận gì vậy? Cẩn thận người ta đánh thuốc mê cô, rồi một ngụm nuốt sống cô luôn. Có thể một ngụm nuốt sống tôi, chỉ có Lý Tổng của tôi thôi. Bà cô của tôi ơi, cô có thể tha cho tôi không? Nghe ngứa hết cả tai của ai ra. Lên xe thôi nương nương ơi. Hứa Linh Nhi, đợi một chút. Không phải chứ, cô lại muốn kiếm chuyện sao? Không phải là quan hệ của chúng ta đã tốt lên rồi sao? Không phải. Cốc trà sữa vừa rồi, chị chưa uống đúng chứ? Anh Duy ở đây thì làm sao tôi uống được chứ? Cô sẽ không dùng những thủ đoạn thấp kém như vậy đâu đúng không? Rốt cuộc là có uống hay chưa? Cốc trà sữa kia tôi đưa nhầm rồi, chị đưa lại cho tôi đi. Tôi sẽ mua thêm cho cô một cốc nữa nhé. Không phải, Hứa Linh Nhi, thật ra là tôi. Anh trai à, muộn như vậy rồi mà còn đến làm khách sao? Sao vậy? Muốn đánh tôi sao? Đây là dãy nhà của tôi đó. Tôi có thể không so đo với mấy trò vặt vãnh trước đây của cậu, nhưng lần này cậu chơi hơi quá rồi đó. Vì Hứa Linh Nhi mà tức giận như vậy sao, anh trai? Không ngờ là cũng có một ngày anh có nhược điểm nha. Trước đó tôi đã nghĩ rồi. Tại sao sau khi quay lại, anh lại yên phận như thế? Không có lấy một chút hành động nào. Tôi tưởng anh không hề hứng thú với tài sản của ba nữa chứ. Sao vậy chứ?
Muốn chiếm trọn sao? Cậu nghĩ nhiều rồi. Mâm cơm này vốn dĩ đã không có chỗ cho cậu. Anh trai à, cọng rơm cuối cùng thường là cọng rơm đè chết con lạc đà đó. Cậu mới là lạc đà đó. Tôi chả thèm để ý đến cậu đâu. Cuối cùng lại biến thành anh bị thương thay tôi rồi. Lý Minh Cường, anh mau tỉnh lại đi. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề của hai chúng ta. Bằng không thì tôi thực sự nợ anh một ân huệ quá lớn. Sao mà cả lúc bị bệnh mà vẫn đẹp gái thế này cơ chứ? Cô đang làm gì vậy? Lý Tổng, anh tỉnh rồi. Chúng ta hãy đổi lại ngay bây giờ đi. Cô có bị khùng không? Tôi đang như thế này, cô không muốn sống nữa à? Thì tôi nghĩ là bây giờ trên người anh có nhiều vết thương như thế nên chắc là rất đau. Chi bằng đổi lại để tôi tự chịu đi. Đừng có ngốc như thế. Cô bị tấn công thay tôi, còn tôi chịu đau thay cô. Không ai nợ ai. Bên cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì mà anh đã tự kết luận rồi. Tôi cũng không biết tên tài xế đó là ai. Sao anh lại chắc chắn là chuyện này nhắm vào anh? Cô không biết nhiều thì cũng tốt. Cô lại đây. Anh cứ nói đi. Cứ việc dặn dò anh muốn ăn gì uống gì. Tôi bảo cô qua đây. Để tôi ôm cô một chút. Hôm nay cô làm tôi sợ lắm đấy, cô biết không? Tôi muốn nói với cô một chuyện nghiêm túc. Anh cứ việc nói đi, tôi nhất định sẽ vì anh mà lên núi đao xuống biển lửa. Anh nói đi. Thứ nhất, sau này đừng gọi tôi là Lý Tổng nữa. Gọi tôi là Minh Cường đi. Thứ hai, sau khi chuyện này được giải quyết, tôi muốn hai chúng ta, tôi xin hứa sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của anh nữa. Điều này thì xin anh yên tâm, nếu không tôi sẽ. Anh muốn chúng ta chính thức ở bên nhau. Em không cần phải trả lời anh liền đâu. Anh cũng biết là em lo ngại rất nhiều thứ. Nhưng Hứa Linh Nhi à, anh có thể đảm bảo với em rằng chỉ cần em đồng ý ở bên anh thì bất kể là em đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ đồng ý với em. Anh muốn cùng em chính thức ở bên nhau. Hứa Linh Nhi, tỉnh táo lại đi. Những câu chuyện cổ tích như cô bé lọ lem trong thế giới thực chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đừng để bị tiền bạc và sự đẹp trai với cả cơ bụng tám múi làm mờ con mắt. Lý Tổng rốt cuộc thích điểm nào ở mình chứ? Chẳng lẽ anh ấy thích vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của mình sao? Hay là ngủ với mình đến nỗi có tình cảm luôn rồi? Hào môn thế này ai dám bước vào chứ? Chỉ mới công bố sẽ quay chương trình hẹn hò mà đã bị người khác hãm hại rồi. Nếu thật sự kết hôn rồi thì liệu tôi có còn mạng để trở thành ảnh hậu lần nữa không? Chị mang theo camera an ninh đến cho em coi này. Hướng đi của Hứa Linh Nhi và Lâm Gia Hân có thể là do Lâm Gia Hân cố tình làm thế. Lâm Gia Hân sao? Không đúng. Cô ta cũng không nhận ra chiếc xe đó. Chắc chắn không phải Lâm Gia Hân. Lý Quang Huy, người này rất đáng nghi. Kiểm tra hắn kỹ vào. Kiểm tra kỹ sao? Em cũng biết trước khi chất vấn thì phải có bằng chứng à? Chị còn tưởng em đã lao tới đấm hắn, sau đó cũng quăng luôn chuyện này qua một bên rồi. Rất may là khi em lao đến thì camera đã tắt hết rồi. Nếu không thì cho dù ông già không quan tâm thì người phụ nữ kia có thể tha cho em không? Em đấm cậu ta sao? Ngoại trừ đoạn phim này, chị còn phát hiện ra được cái này nữa. Em xem đi. Bây giờ em còn nói người này không khả nghi không? Lưu Văn Phong, ba ruột Lâm Gia Hân, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị.
ai là người đã gây ra cho Hứa Linh Nhi một cuộc khủng hoảng nữa. Có tin đồn rằng nữ diễn viên họ Lâm trong cùng đoàn phim đã có nhiều mâu thuẫn riêng tư với cô ấy. Liệu đây có phải là một âm mưu không? Đây chính là giấc mơ trở thành ngôi sao mà con nói đến à? Ba thấy không đáng tin cậy chút nào. Buổi trưa có một cuộc hẹn với Lisa, con cũng đi đi. Con không đi đâu. Đi để phải khom lưng cúi đầu như nô tỳ à? Và lại con đã gặp cái tên họ Lý đó rồi. Hắn không hề coi Lưu gia chúng ta ra gì hết. Láo tuét, sao lại đánh con? Con có nói sai đâu? Sau khi bà dì mất, Lý gia bọn họ còn ai coi trọng chúng ta chứ? Châu Cường vốn là sản nghiệp của chúng ta, nhưng ba nhìn dáng vẻ của Lý Minh Cường xem, ngay cả con mà hắn cũng không nhận ra. Nếu không phải có chú La chống lưng cho con, thì con còn mặt mũi nào ở Châu Cường nữa chứ? Nhà họ Lý đó chẳng có ai tốt lành cả. Ba còn mơ tưởng hắn sẽ giúp nhà chúng ta phát triển trở lại à? Ba mơ đi. Được, con thì giỏi rồi. Nếu giỏi giang như vậy, thì đừng có lấy tiền của ba mẹ đi phung bạt nữa. Không ngờ là Lâm tiểu thư là con gái cưng của lão Lưu đấy. Lão Lưu, ông chơi kỳ thật đấy. Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tôi một tiếng. Mấy thằng nhóc đó không hiểu chuyện, là do con gái tôi muốn tự mình dạo chơi trong giới giải trí. Hai vị tiểu lý tổng cũng có thể dạy bảo con bé một chút, miễn cho con bé lộn xa lộn xộn. Đúng rồi, em trai của con đâu? Sao đến bây giờ vẫn chưa đến? Nó vừa từ bệnh viện qua nên có hơi xa. Chúng ta ăn trước đi. Lại là vì người phụ nữ đó phải không? Không biết lớn nhỏ gì cả. Đâu ra cái chuyện người lớn đến rồi mà nó chưa đến chứ? Đừng tức giận. Nào ba, ngồi đi. Đợi đã, Lâm Gia Hân là con gái của Lưu Văn Phong. Anh biết rồi đúng không? Anh biết. Anh biết mà anh còn khiến em tát cô ta nữa. Em là trưởng bối, cô ta là vãn bối. Em dạy bảo cô ta là chuyện bình thường thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chuyện cô ta đánh thuốc mê em. Em nên nhớ, đây cũng không phải lần đầu cô ta phạm tội. Em nghĩ là cô ta chỉ chảnh chọi khó ở chút thôi. Em vẫn không tin cô ta có thể làm thế. Phát hiện lớn đây. Linh Nhi à, tôi có phát hiện lớn đây. Chuyện của Lê Anh Vũ vẫn chưa có xong đâu. Cậu ta được bảo lãnh rồi, đúng không? Còn hơn cả như vậy nữa. Nào, cô xem cái này đi. Đầu xe, bùa bình an. Cô không nhớ sao? Cô đó đã tặng bùa bình an cho Lục Ngọc. Cái này cô còn bảo tôi phải đặc biệt đặt làm riêng cho cô ta đó. Chuyện này tôi tuyệt đối không nhớ nhầm đâu. Trái lại là cô, sao cô lại không nhớ chứ? Bùa bình an, tôi tặng nó cho Lục Ngọc. Sau đó thì sao? Cô có nhớ không? Cô Lục Ngọc đó đã tặng cho ba mẹ của cô ta một chiếc xe. Nếu như đã có manh mối rồi, vậy thì chúng ta có thể truy tới cùng rồi. Lần này cô đừng hòng ngăn cản tôi. Đây là vụ tai nạn xe thứ hai rồi đó. Lần này tôi phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tạm biệt, tôi không muốn cản anh. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đi cùng nhau đó. Tôi biết anh có thành kiến với tôi, nhưng lần này người nhắm vào Hứa Linh Nhi không phải là tôi. Tôi biết ngay không phải là cô mà. Ý tôi là tôi sẽ điều tra rõ sự thật, sẽ không trách oan người vô tội. Nhưng có một điều nữa tôi muốn hỏi cô. Có phải cô đã bỏ thuốc Hứa Linh Nhi hay không? Tôi có hay là không? Chỉ có một lần. Chỉ có một lần thành công. Nhưng mà cũng không có xảy ra chuyện gì cả. Thành công sao? Lần nào cơ? Lần ở yến tiệc Châu Cường sao? Trước đây tôi ngứa mắt Hứa Linh Nhi. Tôi chỉ không muốn thấy chị ta sắc rực dẫm lên đầu tôi. Nhưng mà người tôi thực sự ngứa mắt chính là anh đó. Anh rõ ràng biết tôi là người của Lưu gia mà. Tôi làm nhất tỷ của Châu Cường là hợp tình hợp lý. Nhưng trong số nhiều người như vậy, anh lại một mực chọn Hứa Linh Nhi, một người đã hết thời, như đánh vào mặt tôi vậy. Công ty có quyết định sách lược của công ty. Cô đừng có suy diễn lung tung. Suy diễn lung tung sao? Tôi thấy anh e là đã sớm quên lời căn dặn của ba gì rồi. Quên đi lời dặn dò của Lưu gia lúc trước. Chỉ muốn ở bên ba của anh, cùng nhau ngồi hưởng vinh hoa phú quý thôi.
Ba đang ngồi đợi em ở nhà. Mà em định đi đâu vậy? Xin lỗi chị giúp em cầm chừng một chút. Em có việc gấp cần phải đi qua đó. Không phải chứ Minh Cường. Uống chút nước đi. Linh Nhi à, không phải em nói đợi anh cùng đến thăm hỏi chú và dì sao? Dù sao thì hai người họ cũng đã nhìn em lớn lên. Ba Lục, mẹ Lục, ba mẹ của Lục Ngọc, bạn thân của Linh Nhi. Chú gì? Thật ngại quá, cháu đưa Linh Nhi ra ngoài một chút. Những chuyện khác em đều có thể cho phép, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Người bên trong có thể là nghi phạm đó. Được, em sẽ chơi với anh. Linh Nhi à, rất lâu rồi cháu không đến đó. Cháu có lỗi với cô ấy. Chuyện đó cũng không trách cháu. Nếu không phải cháu, chú và dì cũng không thể biết được. Thằng nhóc đó là một thằng khốn. Thật ra hôm nay cháu đến là muốn hỏi một chút, chiếc xe này là của chú và dì phải không? Tôi đã điều tra rồi. Hai người thực sự có một chiếc xe như thế này. Nhưng mà biển số xe đã bị che lại rồi. Vậy nên tôi nghĩ hai người chỉ nhìn vào màu sắc của chiếc xe thì giống hệt như chiếc xe Lục Ngọc đã mua trước đây. Nhưng cháu hãy yên tâm, hai người bọn chú sẽ không làm ra chuyện tổn thương đến cháu đâu. Cháu biết chứ. Vậy nên cháu chỉ muốn hỏi, vì sao lá bùa bình an lại xuất hiện trên xe vậy? Bùa bình an sao? Đúng rồi. Đây này, cháu xem, dì luôn để trong túi quần. Cực khổ cả một năm, một bước lùi lại vạch xuất phát. Anh nói xem, cái tên Lê Anh Vũ này tại sao bị đánh thảm vậy chứ? Có người lợi dụng cậu ta, lại không muốn cậu ta lắm mồm, cho nên đành phải dùng chiêu nhổ cỏ tận gốc này. Anh trai à, sao anh luôn khiến em gặp nguy hiểm vậy? Được rồi, anh hứa với em, sau này tuyệt đối sẽ không để em gặp bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Được chứ? Để em ngửi xem, đây là mùi gì? Hóa ra là mùi hứa xuân của đàn ông. Đại ca, miệng anh nói thì hay lắm. Anh đã khiến em gặp nguy hiểm hai lần rồi đó. Hay là chúng ta cứ dựa vào sự thật mà nói đi. Được. Nghe em, dựa vào sự thật mà nói chuyện. Chuyện lần trước, em suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì cơ? Anh nói xem, bữa tiệc giữa ba của anh và vị chủ tịch đó bị chúng ta phá hỏng rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Hứa Linh Nhi, con người em dễ thương một cách kỳ lạ. Cái đó, cảm ơn anh đã khen nhé. Lại phải đổi lại rồi. Rõ ràng đã đến thời gian rồi. Đây là vì sao chứ? Hình như anh biết một chút. Là gì vậy? Đừng có bốc mở nữa. Anh nói xem, có thể là bởi vì cái chuyện hoán đổi này sẽ tự thay đổi theo thời gian, tự mình khôi phục. Được rồi, đợi đến thời điểm thích hợp, em sẽ tự mình hiểu ra thôi. Lý Minh Cường, ba lại nổi giận rồi. Lần sau em có thể nghiêm túc hơn được không vậy? Ba mẹ của Lục Ngọc rất quan trọng với em. Em đây không phải là sợ anh với anh Duy không rõ nguyên nhân đã chạy đến đây. Vậy vì sao em không muốn điều tra vụ tai nạn xe hơi đầu tiên vậy? Bí mật này không thể công khai sao? Có thể dễ dàng công khai thì còn gọi là bí mật sao? Lý Minh Cường, vì sao Lâm Gia Hân lại nói là em được anh chọn chúng vậy? Anh cùng Lưu Gia lại có quan hệ gì? Em không muốn nghe. Em không muốn nghe bí mật của anh. Mẹ của anh, họ Lưu. Cái gì? Tôi vừa nhận được tin nhắn, có người tìm thấy Lê Anh Vũ rồi. Chỉ là sắp bị người ta đánh toi mạng thôi. Anh muốn làm gì vậy? Làm gì sao? Cậu đã không còn giá trị gì nữa. Chẳng lẽ còn muốn trông chờ người khác đến cứu mạng cậu sao? Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám làm gì tôi, sau này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Sao lại thích làm màu thế nhỉ? Nếu cậu thực sự lợi hại, vậy sao lại bị đánh đến mức này hả? Nói đi, tại sao lại lái xe đâm tôi? Hứa Linh Nhi, tại sao lần đó cô vẫn không sao chứ? Nói chuyện đàng hoàng đi. Vụ tai nạn xe hơi năm đó rốt cuộc là thế nào? Tất cả là vì cô ta.
Lục Ngọc à, nhanh lên xe đi. Tớ vẫn luôn cảm thấy Lục Ngọc bạn gái cũ của Lê Anh Vũ. Dường như Lê Anh Vũ biết chút gì đó. Hay là hôm nay cậu bỏ qua đi. Đừng để đến lúc đó cậu cũng bị lôi vào chuyện này. Cậu đã bị đánh như thế này rồi, cậu vẫn không đi. Cậu nhanh lên xe cho tớ. Cô đã vào cửa nhà tôi rồi. Sống là người của tôi, còn không thì cũng phải làm ma nhà tôi. Đừng hòng chạy. Nếu như không phải do cô ta, Lục Ngọc cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe. Đúng thế, là tôi đã đưa Lục Ngọc chạy trốn. Nếu cậu không bạo hành cậu ấy, sao cậu ấy phải chạy trốn chứ? Alo, Linh Nhi ơi, phải làm sao đây? Giờ anh ta càng ngày càng hung tàn. Ba mẹ cậu có biết không? Không biết, tớ không dám nói. Anh ta đánh tớ mất mạng đấy. Ba mẹ tớ nói, bây giờ không có đàn ông nào mà không đánh vợ. Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Bảo tớ nhẫn nhịn chút là được, nhưng tớ thực sự chịu không nổi nữa rồi. Thế này đi, tối mai tớ sẽ tham gia hoạt động. Đến lúc đó cậu tìm cớ ra ngoài, tớ lái xe qua đón cậu. Lê Anh Vũ không dám ra tay bừa bãi đâu, đến lúc đó cậu cứ chạy ra là được. Được. Tôi hỏi cậu, sao cậu ấy phải chạy trốn hả? Tại sao hả? Cô thì hiểu cái gì chứ? Trên đời này không có ai yêu cô ấy hơn tôi đâu. Cậu vốn không yêu cậu ấy. Cô cầm miệng đi. Nếu tôi không yêu cô ấy, tôi sẽ để đồ của cô ấy ở trên người tôi sao? Cái này còn không thể chứng minh sao? Cậu dùng một thứ đồ giả đổi lấy di vật của Lục Ngọc. Trả nó lại đây cho tôi. Mau trả lại cho tôi, trả lại đây. Ngồi yên. Tôi hỏi cậu, có phải Lý Quang Huy bảo cậu làm không? Có phải không? Sao tôi phải nói với các người chứ? Cậu đang nằm trong tay chúng tôi đấy. Muốn đi gặp tổ tiên thì cậu có thể không nói là anh ta đấy. Là anh ta thì sao nào? Tôi biết ngay là hắn mà. Lê Anh Vũ là tên ngang ngược tàn bạo. Có muốn nhân cơ hội này phơi bày sự thật năm đó ra ngoài ánh sáng không? Thôi không cần đâu. Tại sao vậy? Lục Ngọc là bạn thân nhất của em. Cậu ấy rất dịu dàng, cũng không thích vô trương. Em không muốn cậu ấy trở thành tiêu điểm để người khác bàn tán. Nhưng mà cơ hội vạch trần sự thật không phải lúc nào cũng có đâu. Em biết, nhưng em không muốn làm thế. Lê Anh Vũ cũng không tạo ra sóng gió gì lớn. Người mất cũng đã mất rồi. Đừng để dư luận làm phiền đến cậu ấy và gia đình nữa. Anh tôn trọng ý kiến của em. Cảm ơn anh. Thực ra, có đôi lúc em nghĩ rằng có phải em cũng mắc kẹt mãi trong vụ tai nạn đó. Mỗi lần em nghe thấy âm thanh giống như tiếng lục lạc trên tay Lục Ngọc, em lại nhớ đến vụ tai nạn đó. Toàn thân đều lạnh toát, không thể cử động. Sau đó em mới nhận ra Lục Ngọc đã không còn nữa rồi. Những lời Lê Anh Vũ nói không hề sai. Nếu như ngày hôm đó em không dùng cách đó để đưa cậu ấy trốn ra ngoài, cậu ấy có phải sẽ không? Sẽ không mất mạng. Xét cho cùng, mọi chuyện đều là từ Lê Anh Vũ mà ra, không phải là lỗi của em. Tuyệt đối đừng để hắn dắt mũi. Alo, tất cả thông tin đằng sau tài khoản đó đều là giả mạo, hơn nữa đều bị tiêu hủy hết rồi. Thông tin chuyển tiền cũng không có, có lẽ là gặp mặt trực tiếp để đưa tiền. Muốn dùng cái này để chứng minh có dính líu đến Lý Quang Huy, sợ là rất khó. Được, em biết rồi. Con người này nham hiểm không kẽ hở. Có khả năng hắn đã xóa sạch dấu vết rồi. Cứ để đấy trước đi. Hắn ta lần này thoát được, nhưng em lo lần tới hắn lại dùng thủ đoạn khác. Em đừng sợ. Nếu hắn đã dám ra tay, sớm muộn cũng bị chúng ta nắm thóp thôi.
Lão già đó lại đến nữa rồi. Lần này nói là cô nổi tiếng rồi, còn cặp kè với cả đại gia. Bảo cô cho ông ta một khoản lớn. Ông Hứa, ba ruột của Hứa Linh Nhi. Bình rượu mơ của ba về rồi đấy à? Nghe nói con và cái cậu gì đó, chủ tịch tập đoàn Lý Thị, đang hẹn hò đúng không? Nói đi, lần này muốn bao nhiêu? Đương nhiên là 5 triệu rồi. Ông đòi hay quá nhỉ? Cướp ngân hàng đấy à? Ông tưởng tiền của cô ấy là tự nhiên mà có đấy hả? Tôi và nó nói chuyện với nhau, liên quan gì đến cậu chứ? Được rồi, đừng có giả vờ giả vịt ở đây nữa. Ông bán tôi đi cũng không được 5 triệu đâu. Còn nhóc này giờ đủ lông đủ cánh rồi. Cái thứ nuôi tốn cơm, có cho tiền người ta cũng không thèm cô đâu. Tôi nói cô biết, số tiền này hôm nay không đưa cũng phải đưa. Nếu không hôm nay lão đây sẽ cho cô một trận ra trò đấy. Lão già nhà ông có liêm sỉ không? Ông đang làm cái gì vậy chứ? Ông dốc xương lột ra con gái của mình ăn luôn thì ông mới vui vẻ thoải mái phải không? Nó phải đưa cho tôi. Nó y như người mẹ thân tàn ma dại của nó vậy. Không ăn đòn không được mà. Đều là đám người xấu xa. Đủ rồi đấy. Nếu không phải do ông nợ nần chồng chất, mẹ tôi cũng sẽ không bị bệnh. Từ nhỏ ông đã không hề dòng ngó gì đến tôi, chỉ biết đánh bạc. Tôi là vì mẹ tôi nên mới vào ngành giải trí, không phải để gặp đại gia. Nói đi nói lại, không phải đều là vì tiền sao? Cuối cùng cũng không cứu được con ma bệnh đó. Nếu lúc đó cô đưa tiền cho tôi thì tôi đã giải quyết được rồi. Ông dựa vào đâu mà nói đến mẹ tôi? Một lần nữa, chúng ta cùng dành tràng pháo tay nhiệt liệt. Chúc mừng cô Hứa Linh Nhi. Mẹ của cô vào khoảng nửa giờ trước đã cấp cứu nhưng không qua khỏi. Linh Nhi cô sao thế? Cô ấy lại chọc phải cái thứ yêu ma quỷ quái nào vậy chứ? Cô trợn mắt nhìn ai vậy hả? Tôi đánh cô đấy. Tích chút đức đi ông chú. Anh Duy, đưa ông ta ra ngoài. Đi, ra khỏi đây mau. Vậy đó thực sự là ba ruột của em à? Thế giờ em tính thế nào đây? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy đâu. Nhưng trên đời này chỉ còn ông ấy là người thân duy nhất của em. Có chuyện rồi, họa đến rồi. Lão già đó đi tìm mấy người phóng viên. Bây giờ đang loạn lắm. Mau xem tin tức đi. Anh có thể giúp em để tin tức xuống. Không cần đâu, chung quy chuyện này là của bản thân em. Em sẽ tự giải quyết. Vậy giờ em định làm gì? Chúng ta hoán đổi lại đi. Ngày hôm sau. Chào buổi sáng. Sao cô lại ở đây vậy? Thì tôi đến đây để cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã cứu tôi. Không cần cảm ơn đâu. Sau này đừng làm chuyện như thế là được rồi. Trước kia, trước đây tôi đã bỏ phúc chị. Tôi không nên làm thế. Xin lỗi. Cũng không phải chuyện to tát gì. Hơn nữa, tôi còn gặp được Lý Tổng. Tốt nhất thì đây nên là lần đầu cô phạm tội. Có một số thứ không thể đụng vào. Tôi chỉ là nhất thời kích động nên mới làm thế. Anh bớt dùng mấy lời lẽ như vậy để dạy dỗ tôi đi. Chuyện của cô ta em không cần quan tâm quá nhiều. Chỉ là con bé tiểu thư được triều sinh hư thôi. Đầu óc cũng không thông minh. Sau này đừng làm chuyện xấu là được rồi. Sao anh lại nói người khác như vậy chứ? Hứa Linh Nhi, cô có thực sự giống như những tin đồn đó không? Cô từ chối chăm sóc ba ruột khi về già sao? Linh Nhi, chuyện lúc ba cô đến nhà xin giúp đỡ, cô đã đánh đập ông ấy. Là thật hay giả? Đó đúng là ba ruột của tôi. Tôi cũng đã từ chối ông ấy. Nhưng không phải vì vấn đề dưỡng lão. Vậy có đúng là cô đã đánh ông ấy không? Ba tôi đến tìm tôi là để đòi lấy một số tiền lớn để đánh bạc. Tôi đã từ chối ông ấy, nên ông ấy đã đánh tôi. Từ nhỏ, mẹ tôi đã là trụ cột của gia đình. Ba tôi thường xuyên đi đánh bạc cả đêm. Sau đó họ cãi nhau một trận rất lớn. Nhà cũng bị đem đi thế chấp. Mẹ vì để kiếm đủ tiền nên đã làm việc quá sức, rồi bệnh không dậy nổi. Điều tôi muốn nói là ông ấy tuyệt đối không phải là một người ba tốt. Lúc trước ông ấy tìm tôi, lần nào tôi cũng đưa tiền cho ông ấy cả. Nhưng lần này ông ấy đòi quá nhiều. Tôi thực sự không thể gánh vác nổi. Cũng tương đối rồi. Bảo họ bắt đầu đẩy lên đi. Sao cơ? Em nghiêm túc đấy à?
Sử dụng khả năng truyền thông của công ty để thanh minh cho Hứa Linh Nhi sao? Phải. Cho dù không phải vì mối quan hệ cá nhân, thì với mức độ nổi tiếng của Hứa Linh Nhi cũng đủ để chúng ta giúp cô ấy một tay rồi. Với nền tảng này, mối quan hệ giữa Hứa Linh Nhi và giải trí Châu Cường sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. Bỏ đi, tùy em vậy. Miễn là em có thể thuyết phục được mấy người cổ hủ đó. Nhưng nếu họ không hài lòng với hành động của em, thì đúng lúc nhân cơ hội này lấy lại tiếng nói của chúng ta. Có một số ông già cũng nên nghỉ hưu rồi. Châu Tổng, khi người trẻ yêu đương thì thường mơ màng lơ đãng, nhưng cô không thể cùng hai người đó làm bậy được. Tài nguyên của giải trí Châu Cường tốt như vậy, sao có thể dùng cho một nữ minh tinh có nhiều bê bối như vậy được. Xin anh chú ý lời nói của mình. Chủ đề về Hứa Linh Nhi có đủ giá trị. Giải trí Châu Cường của chúng ta cũng chỉ là thực hiện hành vi thương mại hợp lý thôi, không phải chuyện cá nhân. Giá trị gì chứ? Sợ là do vị tổng giám đốc nào đó vì muốn có được nụ cười của người đẹp. Nghe nói gần đây ông vừa thất bại vì quyết sách nào đó của mình và mất một đơn hàng lớn. Ông còn chưa giải quyết được khoản nợ dai dẳng của mình, thì đừng có đòi quản đông quản tây nữa. Sai sót này của ông đã làm tập đoàn của chúng ta thiệt hại ít nhất vài chục triệu. Ông giải thích sao về chuyện này? Cái thằng nhóc mắt mũi chưa sạch này, cậu dám chỉ trích tiền bối à? Cái thời tôi còn dốc sức làm việc cho ba cậu, miệng cậu còn hôi mùi sữa đấy. Cho nên tuổi già sẽ không theo kịp thời đại. Nếu ông đã coi trọng Thâm Niên như vậy, thì ông có thể đi nói chuyện với ba tôi về Thâm Niên. Chứ ở đây tôi không quan tâm điều đó. Tập đoàn, công ty có quy tắc. Người phụ trách mà có sai lầm lớn thì nên nghĩ xem có nên từ chức không. Lục Tổng, xin mời. Để tôi xem đến lúc đó cậu ăn nói thế nào với ba cậu. Vừa có tin tức về bất động sản, Lý Dương dự định sẽ lên một bài báo khác về dự án ở thôn Kim Tinh, lấy những công trình còn đang dang dở ra để lăng xê. Hắn đang chuẩn bị một cái bẫy để kiếm một khoản tiền rồi bỏ chạy. Hắn thì cũng chỉ đến thế thôi. Chơi cái loại âm mưu rẻ tiền này tốt hơn ai hết. Đáng tiếc, kế hoạch lần này của hắn chắc là thất bại rồi. Em định làm gì? Nếu ông ta có dự án tuyên truyền thôn Kim Tinh, vậy thì chúng ta cứ để ông ta khoe khoang đi. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Việc tiếp theo cứ giao cho em. Dạo này em khác trước rất nhiều. Lúc trước, sau khi thấy em yêu đương, mặc dù có vẻ dễ chịu hơn, nhưng lúc nào cũng có vẻ ngốc nghếch. Bây giờ em lại thông minh như trước rồi. Suy cho cùng, con người luôn thay đổi. Hẹn ở phòng trà lúc trước nhé. Tin tức về thôn Kim Tinh là sự thật phải không? Tôi đã xác nhận rồi. Lý Dương đúng là đang quảng bá cho dự án này. Ngay cả việc góp vui tôi cũng đã chuẩn bị xong. Được, tôi sẽ tranh thủ tận dụng cơ hội này, bán khống cổ phiếu bất động sản của hắn. Nếu thuận lợi, ít nhất cũng phải khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Tôi dự định khi họ tuyên truyền quảng bá thì sẽ đẩy tin lên, để họ mở rộng quy mô hơn. Hãy cẩn thận, đừng để tin tức bị do gì. Cú sét này nhất định phải được nổ ra ở thời điểm mấu chốt. Đó là tất nhiên. Thủ đoạn của cậu ngày càng trưởng thành và tinh vi hơn rồi. Suy cho cùng, dục tốc thì bất đạt. Gần đây Lý Dương liên tục có những hành động nhỏ. Người của tôi lần theo manh mối đã tìm ra. Sự ra đi của dì Vân nhất định không hề đơn giản. Bệnh tình của bà ấy chuyển biến xấu, đáng lẽ không nhanh như vậy đâu. Có thể là do có người đã giở thủ đoạn. Linh Nhi, cô cảm thấy bộ phim mới lần này có khiến cô trở thành ảnh hậu một lần nữa không? Tôi thực sự chưa nghĩ đến đáp án cho câu hỏi này. Tôi nghĩ mọi người sẽ quan tâm đến nội dung bộ phim mới của tôi hơn. Thật ra tôi vẫn muốn quay nhiều phim hơn. Tôi hy vọng các đạo diễn có thể xem xét tôi. Nhưng hôm nay, chúng ta vẫn nên quan tâm đến bộ phim mới của chúng ta.
bởi vì mọi người cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho bộ phim này. Hứa tiểu thư, trong bộ phim này, Lâm Gia Hân vừa vặn đối diện với cô. Mối quan hệ riêng tư của các cô có tệ như trong phim không? Thực ra hôm nay cô ấy cũng có đến đây. Gia Hân, quan hệ riêng tư của chúng tôi rất tốt. Gia Hân chỉ là hơi thẳng thắn thôi, cho nên có thể là mọi người hiểu lầm rồi. Đúng vậy, chúng tôi còn tính sẽ cùng nhau đóng một bộ phim nữa. Mọi người đừng hiểu lầm quan hệ giữa tôi với cô ấy. Vậy tôi còn một câu hỏi nữa. Trong vụ tai nạn xe hơi trước đó, Lâm tiểu thư là đáng nghi ngờ nhất. Hơn nữa theo tôi biết thì cô và Hứa tiểu thư cũng xung đột với nhau mấy lần rồi. Tôi nghĩ trước đó phía quản lý của tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Vụ tai nạn này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Kẻ xe rượu lái xe gây tai nạn đã bị bắt rồi. Hãy kết thúc chuyện này tại đây đi. Được, được rồi. Hôm nay là ngày chúng tôi quảng bá bộ phim mới của Linh Nhi và Gia Hân. Mọi người đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa. Sao chị lại nói tốt cho tôi? Chẳng phải cô đã cho tôi một cơ hội quay phim sao? Chúng ta hòa nhau rồi. Sắp tới Lý Quang Huy có thể sẽ đến tìm chị đấy. Hãy cẩn thận người này. Cảm ơn nhé. Đồ rác rưởi. Cái đồ ăn hại. Bình thường bảo tôi tiêu tiền thì nói nhiều lắm mà. Alo. Được. Chờ một chút, cựu ảnh hậu Hứa Linh Nhi và diễn viên trẻ Lâm Gia Hân đều là nghệ sĩ của giải trí Châu Cường. Giải trí Châu Cường có lẽ là công ty thắng đậm nhất. Buổi chiều tôi đích thân kiểm tra một chút. Cậu về trước đi. Vẫn là chị cả và anh hai có tầm nhìn sáng suốt. Không ngờ lại tìm được một nơi ngắm cảnh đẹp đến thế. Sao cậu lại ở đây? Có tin tức về thôn Kim Tinh rồi. Chỉ là không nghĩ hai người lại nắm bắt thông tin nhanh đến thế. Vậy cậu cứ từ từ ngắm phong cảnh nhé. Alo. Có thể hành động rồi. Nhưng nhớ kỹ, tin tức gì mới đều phải báo cho tôi ngay lập tức. Chị à, chị đã nhìn em như vậy 10 phút rồi đó. Minh Cường à, em sẽ không, càng lún càng sâu chứ. Mặc dù Hứa Linh Nhi là một người không tồi, nhưng suy cho cùng cô ấy cũng là người của giới giải trí, đừng xem là thật chứ. Em có chừng mực, nhưng em biết đó, mấy lão già ở tập đoàn đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo này. Em biết rồi. Đây. Đây là cái gì vậy? Tự mình xem là biết thôi. Anh muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Lý Minh Cường sao? Thông minh, nhưng tiếc là chỉ đoán được một nửa thôi. Cô đó chẳng qua chỉ là quân cờ bị anh ta lợi dụng để lấy được gia sản Lý gia mà thôi. Thế nào? Cô có muốn cân nhắc hợp tác với tôi hay không? Anh ấy không phải người như vậy. Tôi nghĩ kế hoạch của anh nên dẹp bỏ đi. Chúng ta xem xong rồi hãy nói nhé. Ngoài ra còn có vài thứ khác nữa. Đây. Đây đều là lịch sử tình trường của anh ta. Bây giờ cô có còn nghĩ anh ta là đối tượng thích hợp để yêu đương không? Chỉ có thế này thôi sao? Lẽ nào anh ghen tị với anh ấy sao? Tôi ghen tị với anh ta sao? Hứa Linh Nhi, hy vọng sau khi biết được sự thật có thể chữa được căn bệnh yêu đương mù quáng của cô. Phục vụ. Cô gái này thanh toán. Hôm nay Lý Quang Huy đã cho em xem một số hình ảnh có liên quan đến anh đó. Anh đoán chắc là ảnh thân mật của anh với người phụ nữ khác nhỉ. Em có biết trên thế giới có một thứ gọi là AI đổi mặt hay không? Cậu ta còn đưa cho em cái này nữa. Vậy đoạn ghi âm này có thật không? Quả thực là đã từng nói, nhưng sau đó anh còn nói một câu nữa. Cô ấy cũng là người yêu quan trọng nhất của tôi bây giờ. Sao rồi? Họ có động thái gì không? Cả mắc câu rồi. Có thể thu lưới rồi. Chị ơi, hạng mục thôn Kim Tinh đừng đầu tư nữa. Chị nghe em đi. Cái gì cơ? Cậu nói chính tai cậu nghe được anh ta từ bỏ hạng mục này sao? Tình hình hiện tại có khả quan không? Lý Minh Cường là đồ nhát gan. Chúng ta tiếp tục đi. Alo. Đúng. Cứ thế chấp đi. Lần này tôi chắc chắn sẽ thắng. Màn comeback này đã đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thật sự khiến tôi càng ngày càng ngưỡng mộ cô đó. Lý Quang Huy, anh bớt làm phiền người khác đi được không?
tránh qua cho tôi. Em ba, tự tin về hạng mục thôn Kim Tinh như vậy sao? Chỉ bằng cậu nhìn kỹ lại xem, rốt cuộc thì người mắc câu là ai? Alo, Lý Tổng, hạng mục của chúng ta toang rồi. Tiền trong tài khoản đã tiêu sạch rồi. Lý Minh Cường, chuyện này là do anh dở trò đúng không? Anh đợi đó cho tôi. Đi thong thả, không tiến. Vậy em chỉ là một quân cờ thôi đúng không? Gì cơ? Qua đây một chuyến đi, có chuyện cần bàn bạc. Chị ơi, người đó đến tìm em rồi, chị giúp em chăm sóc Linh Nhi nhé. Được. Chị ơi, em cũng đi trước đây. Linh Nhi em, sao cô Hứa lại ở đây thế? Sao lại uống nhiều vậy chứ? Đừng uống, đừng uống nữa. Lý Minh Cường à, Lý Minh Cường, anh là một tên khốn. Rõ ràng là anh tán tỉnh em trước, mà bây giờ anh lại như vậy sao? Đúng đó, anh ta quả thực là một tên khốn. Lý Minh Cường, bây giờ em không có cách nào giữ đúng lời hứa của chúng ta nữa. Nhanh đi thôi, Hứa tiểu thư à. Đây là đâu vậy? Dạ Hân, em làm gì ở đây vậy? Đây không phải là cúc của Linh Nhi sao? Đúng đó, chị Minh Châu, em vừa mới thấy Lý Quang Huy, đưa Hứa Linh Nhi đi đó ạ. Hứa Linh Nhi chị ta sẽ không có chuyện gì chứ? Hứa Linh Nhi, cô được lắm, nôn đầy cả người tôi. Xem một lát nữa, tôi xử lý cô như thế nào. Thôi xong, tiêu rồi, sau này không thể uống rượu nữa. Uống rượu thật là hỏng việc mà. Nhân lúc anh ta chưa ra thì chuồn lại thôi. Hứa Linh Nhi, cô muốn đi đâu? Khi nãy không phải mới nôn đầy người tôi sao? Tôi sẽ đền quần áo cho anh nhé. Giờ thì anh mặc vào trước đi. Anh trai tôi cởi sạch cô cũng thấy rồi, mà cô lại sợ cái này sao? Hứa Linh Nhi, trước giờ chưa có người phụ nữ nào có thể từ chối tôi cả. Chuyện này tôi đi tắm trước đã nhé. Tôi không để ý đâu. Lý Quang Huy, mày xong đời rồi. Là con và Lưu Văn Phong cấu kết với nhau phải không? Còn dạy dỗ Quang Huy nữa. Bây giờ ngân hàng sắp tịch thu công ty của thằng bé rồi. Ba à, Châu Cường cũng bị tổn thất mà. Tại sao ba chỉ quan tâm đến nó thôi vậy? Đừng cho rằng ba không biết. Trước khi thông tin được công bố, con đã sớm dừng lại rồi. So với Lý Quang Huy thì tổn thất của con có tính là gì chứ? Vậy bây giờ ý của ba là gì? Muốn để Châu Cường gánh chịu những tổn thất do cậu ta gây ra sao? Ba à, sao nào? Công ty của ba mà ba không thể quyết định hay sao? Công ty của ba sao? Đó là sản nghiệp mà mẹ đã để lại cho con và chị. Châu Cường đã không phải của ba từ lâu rồi. Ba à, Minh Cường à, Linh Nhi bị Lý Quang Huy đưa đi rồi. Minh Cường à, chị đã đến phòng của Lý Quang Huy rồi. Không có ở đó. Vậy có khi nào là ở phòng của Hứa Linh Nhi hay không? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chị ơi, hôm nay chị có gặp qua ai đã xịt nước hoa có mùi hoa hồng không? Nước hoa mùi hoa hồng sao? Cái này làm sao chị biết được? Hình như hôm nay em đã dùng nước hoa có mùi này. Em sẽ tự tay băm vằm tên khốn đó ra. Cứu mạng, cứu tôi với. Cứu, đừng đánh nữa mà.
Em dâu à, không ngờ võ công của em lại lợi hại như vậy đó. Minh Cường à, dạy tốt lắm. Không được, đừng chụp. Không được, không có gì đáng để chụp cả. Đừng chụp, đừng chụp mà. 20 phút trước, Hứa Linh Nhi, vậy mà lại hẹn hò riêng ở đây. Nhìn cho kỹ tôi hạ bệ cô như thế nào. Chẳng phải anh đã bảo em đừng uống nhiều rượu như vậy sao? Hứa Linh Nhi, nhìn anh này. Vì sao em lại uống nhiều như vậy? Muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Đó là quyền của em. Anh không có quyền can thiệp. Anh là bạn trai em đấy. Có phải là thật đâu? Hứa Linh Nhi, em đã nghe thấy gì khiến em không vui sao? Em cứ nói cho anh biết đi. Lý Minh Cường, em là một quân cờ do anh sắp đặt sao? Là vì khiến Châu Cường thoát khỏi sự kiểm soát của Lý gia, hai chúng ta gặp phải chuyện hoán đổi linh hồn kỳ lạ, cho nên anh đã tương kế tiểu kế à? Đúng. Trước đây đúng là anh đã lợi dụng em. Nhưng anh đã ở bên em suốt thời gian qua, đã nhìn thấy con người chân thật nhất của em. Anh thích em như thế này. Linh Nhi, chúng ta hẹn hò đi. Dựa vào đâu mà anh nghĩ em sẽ đồng ý với anh chứ? Hứa Linh Nhi, em chắc chắn sẽ lấy anh. Bởi vì khi em gặp nguy hiểm thì người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Bây giờ bên ngoài toàn là tin tức tiêu cực của bọn em. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu đã muốn làm thì phải làm cho cẩn thận. Còn tự gây tổn hại cho phía mình thì có ích gì chứ? Ba. Được rồi, con ra ngoài đi. Sắp tới đừng đến công ty nữa. Giải quyết cho tốt đi, đừng có gây rắc rối cho ba nữa. Vâng. Thế nào rồi Quang Huy? Ba con chắc sẽ không bắt con từ trước đâu nhỉ? Tạm thời ba không cho con đến công ty nữa. Cũng không biết lòi đâu ra tên vô lại đó nữa. Con mà tìm được hắn thì hắn toi đời với con. Lục Ngọc, người yêu cũ của tên ăn hại đó sao? Alo, mau tìm cho tôi vài tài khoản ảo để lan truyền tin đồn Lục Ngọc và Hứa Linh Nhi bất hòa đi. Đúng, Hứa Linh Nhi muốn giật bồ của Lục Ngọc. Và phải thổi phồng sự ra đi của Lục Ngọc lên cho tôi. Tin tức lần này đã gây ảnh hưởng lớn đến giải trí Châu Cường của chúng ta. Chị đã dùng biện pháp quan hệ công chúng khẩn cấp nhất rồi, nhưng hiệu quả không cao. Có người đang lèo lái dư luận. Trên mạng đều nói Hứa Linh Nhi xấu xa. Chắc chắn là ông già đó đang giúp Lý Quang Huy. Ông già đó chắc chắn đã tiêu tiền để kiểm soát hướng đi của dư luận. Nhưng chị thấy rất kỳ quái, sao lần nào họ cũng tìm thấy chúng ta vậy? Minh Cường, em quên nói với anh chuyện này. Trước đây Lý Quang Huy tìm em và đưa cho em một đoạn ghi âm. Nội dung là cuộc trò chuyện giữa anh và chị Minh Châu. Chị đoán công ty có gián điệp. Nào, Linh Nhi, chẳng phải anh không cho tôi ăn những thứ này sao? Cô cứ ăn đi mà, ăn vào thì cô sẽ vui vẻ hơn một chút. Đám người này mới thấy gió mà đã cho là có mưa rồi. Vừa nhìn thấy mấy tin tức giật gân của cô trên mạng mà đã đòi hủy hợp đồng rồi. Tất cả đều là một đám ngu ngốc hết. Hứa Linh Nhi có mối quan hệ mập mờ với bạn trai của Lục Ngọc. Bé yêu Linh Nhi đừng tức giận mà. Nhìn là biết đây là mấy tài khoản ảo hùa nhau rồi. Em nhìn đi này. Còn nói em phá hoại tình cảm của người khác nữa chứ. Những nhân viên mới trong vài tháng nay, chỉ có người này là đáng nghi nhất. Nhưng hôm nay anh ta không đi làm. Sáng sớm đã gửi đơn từ chức cho bộ phận nhân sự. Cũng nhanh nhẹn phết đấy. Như vậy đi, anh giúp tôi kiểm tra thân phận thật của anh ta. Sau đó lan tin những chuyện anh ta đã làm vào trong ngành đi. Vâng thưa Châu Tổng. Lão già đó thông báo nghỉ hưu rồi. Chúng ta phải tăng tốc thôi, không thể ảnh hưởng đến chuyện bầu chủ tịch được. Lưu Văn Phong, Lý Dương sắp về hưu rồi, bên phía cậu chuẩn bị thế nào rồi? Còn có một chuyện phải làm nữa. Rất tốt.
Buổi trưa đến ăn cơm nhé. Tôi đã tìm ra người gọi các tay săn ảnh đến hôm đó. Vậy nên, La Tổng, mục đích của ông là gì? Tôi chỉ muốn dạy cho Hứa Linh Nhi một bài học thôi. Lý Tổng, Lưu Tổng, tôi thật sự không phải người gọi mấy tay săn ảnh đến. Tôi chỉ thông báo thôi. Vậy là ai sắp xếp phóng viên đến hả? Vừa hay xuất hiện ở hiện trường cơ mà. Thủ đoạn hay lắm. Không nói cũng được. Chỉ là công ty của ông. Chắc là sắp không ổn rồi. Tôi nói mà. Tôi đã thông báo cho Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân? Vợ bé của Lý Dương sao? Chắc là ông không chỉ biết mấy chuyện này nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì năm đó cũng là ông thông đồng với hắn, sát hại mẹ của Minh Cường đúng không? Không ngờ là cô lại tốt bụng như vậy. Có vẻ như trước đây tôi đã hiểu lầm cô rồi. Này, nếu mọi chuyện đã kinh động đến như vậy, thì ba mẹ của Lục Ngọc sẽ nói sao đây? Dì đã thấy những lời vớ vẩn trên mạng rồi. Trong lòng con chắc chắn rất khó chịu. Trong lòng dì cũng rất khó chịu. Dì ơi, con xin lỗi, con đã không bảo vệ tốt cho cậu ấy. Không phải lỗi của con, là lỗi của những người xấu mà. Bọn chúng toàn nói vớ vẩn, chúng ta không thể không nói gì được. Đúng không? Chúng ta phải đánh trả chứ. Nghe nói Quang Huy nhà bà bị chính gia đình các người ghét bỏ. Cũng không được tiếp quản tập đoàn nữa. Cô biết tin chậm quá vậy. Ông Lý sắp về hưu rồi. Nghe nói muốn giao vị trí chủ tịch cho Quang Huy cơ mà. Má hai, tìm bà khó thật đấy. Lửa cháy đến nơi rồi mà còn có tâm trạng uống trà chiều nữa à? Minh Cường, con nói gì vậy? Bớt giả vờ đi. Sự ra đi của mẹ tôi có liên quan đến bà không? Hay chính bà là người đã gây ra chuyện đó? Minh Cường, cậu nói gì vậy? Không có bằng chứng thì cậu đừng vu khống tôi. Sao bà biết là tôi không có bằng chứng? Con về rồi à? Thế nào rồi? Nhà bên đó có đồng ý không? Không. Họ nói mẹ làm chuyện xấu. Mẹ đã làm gì? Mẹ không làm gì cả. Làm sao mẹ có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch của con được? Chính mẹ đã sát hại vợ cả của Lý Dương. Không thể nào. Hôm đó mẹ đã bố trí mấy tay săn ảnh. Không, chuyện này con hãy nghe mẹ nói. Không phải như con nghĩ đâu. Mẹ, con không ngờ mẹ lại ngốc như vậy. Mẹ đã làm thì phải làm cho kín kẽ chót lọt chứ. Nếu lần này liên hôn không được thì con lấy cổ phiếu ở đâu ra? Mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Cứ làm theo quy trình thông thường đi. Tôi không định gia hạn hợp đồng nữa. Chị muốn giải nghệ sao? Ngay cả thông báo chị cũng không làm à? Hân Hân, cô mau giúp tôi thuyết phục cô ấy đi. Đừng gọi tôi thân thiết như thế. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Lý Tổng, công ty bất động sản đã bị Minh Cường. Lý Tổng, ban giám đốc, cần cậu nói sao? Bây giờ thì tôi cần được nghỉ ngơi. Công việc của tập đoàn giao lại cho người trẻ làm. Mời hai vị tổng giám đốc phát biểu một chút. Quang Huy, con nói trước đi. Mọi người ở đây đều là những người có công lớn. Những gì tôi đã làm trong những năm qua, mọi người ai ai cũng thấy. Nếu tôi lên chức chủ tịch, tập đoàn chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Tiếp theo chúng ta sẽ... Minh Cường, anh làm gì vậy? Không có gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Quang Huy, công ty bất động sản của cậu ta vẫn còn trong tay tôi. Còn nữa, bà à, lúc trước mẹ kế hại mẹ con qua đời, bà cũng có phần. Bà không thừa nhận cũng không sao cả. Con có bằng chứng. Mọi người nhìn lên màn hình. Nhị phu nhân năm đó đã âm thầm thay đổi liều lượng thuốc của mẹ tôi, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Đã gần 20 năm trôi qua rồi. Những gì anh nói là thật hay giả? Ai mà biết được. Cậu đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong đâu. Những bằng chứng này được gửi trực tiếp từ bác sĩ điều trị chính của mẹ tôi năm đó. Sau khi ông ấy phát hiện ra chuyện này, đã bị chủ tịch kính yêu của chúng ta uy hiếp. Ba này,
mấy năm nay có phải? Lương tâm bà luôn bất an. Điều này chỉ có thể cho thấy bác sĩ điều trị đã làm không tốt. Lý Minh Châu, còn dựa vào điều gì mà buộc tội bà đã làm tất cả những chuyện này hả? Chính là dựa vào những tài liệu tôi đang cầm. Người đang làm, trời đang nhìn. La Tổng đã tự chuốc lấy. Tất cả các bằng chứng liên quan đều ở trong đây. Lý Dương, ông có điều gì muốn biện minh không? Hỗn sược, con dám nói chuyện với ba mình như vậy sao? Ba à, ba ư? Tôi không có ba. Tôi chỉ có kẻ thù đã hại mẹ tôi thôi. Mong người bạn đã khuất của tôi có thể an nghỉ. Thời gian này em cũng vất vả rồi. Muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn làm việc thì làm việc, đều nghe theo em. Minh Cường, anh có muốn treo cho mẹ mình một cái không? Anh luôn giữ vững chủ nghĩa duy vật, nhưng anh cũng hy vọng trên đời thật sự có chuyện tái sinh. Lúc đó ở cuộc họp hội đồng quản trị, anh đã xử lý thế nào vậy? Chuyện này, thực ra khi chúng ta không chỉ nắm thế chủ động mà còn nắm trong tay những bằng chứng mang tính quyết định, mọi thứ đều sẽ rất dễ dàng. Những bằng chứng này là thật hay giả, hãy tự mình nói trước tòa đi. Thôi nào, đừng làm vậy, không cần thiết. Khi tin này được truyền ra ngoài, nó sẽ hủy hoại danh tiếng của tập đoàn chúng ta. Dù sao thì Lý Dương cũng sắp về hưu rồi. Tôi đề nghị chúng ta nên nhân cơ hội này để ông ta mang theo đứa con hoang khốn kiếp này cùng cút ra khỏi đây. Lý Minh Cường, sao anh lại nói tôi như vậy? Nói hay lắm. Được, từng người đều muốn tạo phản đúng không? Anh giỏi quá đi mất. Vậy từ nay về sau em phải gọi anh là Chủ tịch Lý. Giờ vẫn còn sớm, còn rất nhiều việc anh phải hoàn thành. Với lại, đừng gọi anh như thế, nó luôn làm anh nhớ đến lão già đó, đáng ghét. Được thôi Lý Tổng, chúc anh sau này thuận buồm xuôi gió. Nguồn gốc của vấn đề đã được giải quyết, đã đến lúc giải quyết vấn đề dư luận rồi. Em chuẩn bị mở họp báo đi, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Linh Nhi, trên mạng truyền tin cô bị Lý Tổng bắt ghen tại trận. Cô nghĩ sao về điều này? Tôi không biết tại sao lại có tin đồn này. Lúc đó tôi đang tìm Lâm Gia Hân để nói chuyện. Phòng này cũng là do cô ấy thuê. Nếu không tin mọi người có thể đi hỏi cô ấy. Vậy lời giải thích của hai người về điều này là gì? Không có chuyện đánh ghen. Khi đó có một fan cuồng đã lẻn vào khách sạn, nhân lúc mọi người không chú ý thì đã xông ra ngoài, làm Lâm Gia Hân và Hứa Linh Nhi giật mình. Tôi cũng giật mình theo. Hứa Linh Nhi vì muốn tìm sự giúp đỡ mới vội vã chạy ra ngoài. Ở đây tôi muốn nhắc nhở mọi người, hãy hâm mộ thần tượng một cách lý trí, đừng làm phiền cuộc sống của người khác. Cảm ơn. Trước tiên, tôi sẽ điều tra nghiêm ngặt những kẻ đưa tin sai sự thật, dẫn dắt dư luận. Tôi cũng hy vọng rằng khi mọi người nhìn thấy thông tin, có khả năng phán đoán tính chân thực của vấn đề đó. Cảm ơn. Ngoài ra, tôi còn có một điều quan trọng muốn nói với mọi người. Trong thời gian này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên tôi muốn đi xa một thời gian. Chờ tôi điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình, tôi sẽ mang theo tác phẩm trở về gặp lại mọi người. Đã 24 giờ trôi qua mà chúng ta vẫn chưa hoán đổi. Em có phát hiện mỗi khi mối quan hệ của chúng ta trở nên gắn bó hơn thì thời gian được quay về làm chính mình cũng vì vậy mà kéo dài hơn không? Em hiểu rồi. Anh ấy à, thích chiếm dụng nhan sắc của em lắm chứ gì. Này, em nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là ai thích chiếm dụng nhan sắc của ai? Được rồi, là em được chưa? Anh là người đẹp trai nhất, không ai sánh bằng. Em đã bị anh mê hoặc mất rồi. Vậy tiếp theo, em định làm gì đây? Em chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, sau đó đi tảo mộ cho mẹ em và cả Lục Ngọc. Nói với mẹ em rằng em đã có một chốn về cho mình. Sau đó nói với Lục Ngọc, Lê Anh Vũ đã bị trừng phạt thích đáng. Vậy em có muốn đi thăm mẹ anh không? Chuyện của tập đoàn đã giải quyết xong rồi, Lưu gia cũng có cơ hội trỗi dậy trở lại. Những kẻ hãm hại bà ấy cũng đã không còn nữa. Đã đến lúc nói chuyện này với bà ấy rồi. Với lại, có được cô con dâu tốt như em, nếu mẹ anh trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ rất vui. Dì nhất định sẽ nhìn thấy
Vẫn gọi là gì à? Mẹ chồng nhất định sẽ nhìn thấy thôi. Vừa rồi bệnh viện vừa gọi điện thoại, Lý Dương cũng đã biết rồi. Sau khi ông ấy vào bệnh viện, anh đã nhanh chóng điều chỉnh nội bộ công ty. Còn nghe nói Lý Quang Huy và mẹ cậu ta từng thuê người ám sát, đã bị cảnh sát phát hiện. Bây giờ tất cả đã bị đưa đi hết rồi. Hiện tại tức đến mức nằm liệt trên giường, miệng méo mắt sách, muốn nói cũng không được. Cái ông già này, ăn đồ của Lưu gia, dùng đồ Lưu gia vẫn chưa đủ, còn dám mưu hại gì? Bây giờ nhận lại kết cục này, đáng đời. Cô bình tĩnh đi. Tôi thấy tốt nhất là ông ấy nên chịu đựng như vậy đi. Để ông ấy muốn xuống mổ cũng không được. Cô đừng tức giận. Ông ấy đã nhận được những gì ông ấy xứng đáng. Những việc khác cô cứ để anh ấy xử lý. Lúc đầu tôi không biết anh đang nhẫn nhục chịu đựng, đã gây cho anh nhiều rắc rối như vậy. Tôi xin lỗi. Cô cũng đã chơi đủ rồi. Đã đến lúc quay lại học cách điều hành công ty rồi. Còn lâu. Cách đây không lâu, tôi mới bị ba dạy dỗ. Tôi sẽ không quay lại đâu. Linh Nhi, chị phải dạy kèm cho tôi. Nếu tôi không diễn tốt, sẽ bị bắt về nối nghiệp gia đình đấy. Tôi muốn dạy cô còn không được đây. Còn tưởng cô sẽ trốn thật xa chứ. Làm tôi kinh ngạc há hốc mồm này. Làm tổng giám đốc mệt lắm. Ngày nào cũng họp, còn phải quản lý hoạt động của một công ty lớn như vậy. Tôi sẽ rụng tóc mất. Tôi không thích chút nào. Cầm cổ phần nhận cổ tức thì hay rồi. Con người phải có ước mơ. Nếu không thì có gì khác biệt với cá muối chứ? Đúng vậy. Có phải chị đang cười tôi không? Không có. Tại sao tôi lại cười cô? Có đâu. Rõ ràng chị luôn cười tôi. Nhận lấy gối của tôi này. Tôi sẽ đánh hạ chị. Như vậy mới gọi là vui vẻ à? Tiếp theo xin thông báo người đoạt giải nữ chính, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim quốc tế lần thứ 13 là. Mời xem màn hình lớn. Linh Nhi. Mời Hứa Linh Nhi lên sân khấu. Tiếp theo, xin mời ông Lý Minh Cường, chủ tịch công ty giải trí Châu Cường, lên sân khấu trao giải. Tiếp theo xin mời Hứa Linh Nhi có đôi lời phát biểu. Cảm ơn mọi người. Trước hết, tôi cảm ơn người hâm mộ luôn luôn ủng hộ tôi không rời đi. Cũng cảm ơn các nhân viên đã giúp đỡ tôi. Không có họ thì không có tôi bây giờ. Vào ngày đặc biệt này, tôi muốn nói với người quan trọng nhất bên cạnh tôi, Lý Minh Cường. Anh có đồng ý kết hôn với em không? Anh đồng ý. Nhờ trao đổi linh hồn khiến chúng tôi nghĩ cho đối phương nhiều hơn, cũng có thể hiểu rõ hơn suy nghĩ bên trong nhau. Có lẽ tình yêu như vậy mới chịu được thử thách của thời gian. Anh Duy, anh có nghĩ hai người họ đã hoán đổi linh hồn vào một thời điểm nào đó không? Đúng đó. Trước đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ ở khách sạn, tôi cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Hóa ra là hoán đổi linh hồn. Tôi cũng thấy vậy đấy. Xem ra bọn họ đúng là một cặp trời sinh. Hy vọng họ sẽ được cả đời hạnh phúc vậy. Phải hạnh phúc.